hết rồi. Có một nửa. Có một nửa. BBTV. Hôm nay tôi có một cái trò chơi cho hai ông bà chơi. Trò chơi rất là kinh điển luôn. Trò gì đấy? Tuổi thơ. Đấy, thấy đằng trước bạn không? Mình có ba chiếc khủng long nè. Đấy, có cả cái vòng tròn đây này. Ừ. Rồi. Xung quanh mình là cái vòng tròn lớn đây nè. Đó, thấy không? Đó, cái vòng tròn tôi vẽ đậm đó. Thấy rồi. Thì đây là trò chơi, đây là ấp trứng khủng long. Biết trò này tôi biết, tôi được rồi. Giờ tôi sẽ phổ biến lại nha. Là khi ba người sẽ có một người vô đây đi giữ bắt. Đó, sẽ giữ trứng này. Giữ trứng. Hai người còn lại tìm cách nào để lấy được trứng này ra khỏi cái vòng tròn này. Rồi. Mà nhé, khi mà trứng còn trong vòng tròn này tôi được quyền luôn để bắt hai người lại. Chỉ cần tôi chạm nhẹ chúng như vậy một cái là người đó sẽ vô thay thế tôi giữ trứng này. Hiểu chưa? Hiểu. Đó, chơi. Bây giờ chúng ta sẽ đánh từ tì nè. 1 2 3. Ồ, vậy. Số mình nó sao sao vậy nhỉ? Lại đây, lại đây. Thử số hàng vô, tôi đếm 1 2 3 là chạy ra ngoài trứng nha. Không phải là từ chính luôn đó. 1 2 3. Thế nào lấy đây. Ôi giỡn cái ngoài vòng mà. Ông chạy sát vô đây tôi giới ra được mà. Không, ở bầu trong vòng của em đi cơ mà. Ồ, lần cái này là bỏ qua nha. Ồ, chơi gần ghê. Nhưng mà trong vòng mới đi chứ. Nhưng mà tôi được quyền giới ra đó, tại tôi ngủ ông tôi quyền giới mà. Mấy con bạo gì hết. Nó không được tiếng cái này. Một trứng rồi. Yeah, còn hai trứng nữa. Tôi làm tôi được quyền giới đó. Chạy đi. Ba còn nữa chứ. Trời ơi, một người à. Để xa ra không? Để xa cái vòng ra, để xa chúng ra vòng ra. Đây. Không đứa nào vô vậy. Bảo là ừ, ngoài vòng mà. Mà đã cho đó là dính mà, anh giao rồi, vô vô. Không tính nhau. Ra sao chơi kiểu thế được. Nãy, được. Nãy bảo là ở trong vòng ấy chạm mới biết chứ. Đường quyền giới ra mà. Rồi ok. Vô. Để chúng vô lại kìa. Mỗi lần vô nhớ ôm ôm thì ôm nhiều nhiều nha. Chúng tôi lấy một trứng nha. Từ. Lấy cỏ càng lâm đây. Từ. Để đi. Ừ. 1, 2, 3. Nó không được kìa. Ai chơi ra một người một bên. Vụ đi, vụ đi. Có cả con lấy. Tao thấy gì dở quá. Vô. Sao bị bắt lắm. Hai đứa thì có một đứa lấy được. Vô. Lấy. Bắt chạy đi. Lấy đi, trời ơi. Đâu mà chậm ơi. Trời ơi. Có một nửa. Hết rồi. Có một nửa. Có một nửa. Vô. Mọi người vô. Có một nửa. Rồi, mệt quá. Lấy nốt. Vô. Một nửa đây khó ăn lắm à. Vô bên kia nhanh lên. Vô đi. Vô đi. Vô đi. Vô đi. Vô đi. Vô đi. Chạm rồi. Mình có một nửa. Thôi mệt quá, thôi đi về đi, hôm sau chơi tiếp. Ồ, nghỉ đi. Ồ, mệt quá, mệt mỏi quá. Các bạn hãy đăng ký, like, share kênh của BB nhé. Hẹn gặp lại các bạn.